Năm đường chỉ tay quý hơn vàng, ai có được tiền bạc đầy nhà, nhìn qua bàn tay biết ngay sướng khổ. Xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Nhân Tướng Học của Phong Thủy May Mắn, trực thuộc công ty kiến trúc Phong Thủy Lộc Tài. Tướng tay cũng là một trong những căn cứ quan trọng xác định tài vận và độ may mắn, vận mệnh của mỗi người. Xem tướng tay nhận định, nếu những dấu hiệu đặc biệt này trên bàn tay chứng tỏ là người được hưởng nhiều may mắn, có cuộc sống giàu sang phú quý. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong video này nhé. Đường tài vận rõ và thẳng. Đường tài vận còn gọi là đường thủy tinh, là đường ngắn nằm dọc ở gò thủy tinh, gốc của ngón út. Đường tài vận rõ và thẳng chứng tỏ nguồn tài vận tốt. Nếu có bàn tay này, bạn rất giỏi trong việc kiếm tiền. Nếu bàn tay có gò thủy tinh, hồng đào và nổi cộm, chứng tỏ bạn có tài năng kinh doanh và gặp nhiều cơ hội hái ra tiền. Gò thủy tinh kiểm soát tiền tài, gò thái dương, gốc, ngón áp út, kiểm soát tình duyên, danh tiếng, may mắn. Nếu đường tài vận xuất hiện giữa gò thủy tinh và gò thái dương thì bạn sẽ có nguồn lợi lớn từ bất động sản. Vân tài vận là những đường xiên mảnh nhỏ ở gò thủy tinh và gò thái dương. Nếu bàn tay có nhiều vân tài vận thì chứng tỏ bạn có nguồn tài vận dồi dào. Lòng bàn tay xuất hiện vân chữ M. Theo nhân tướng học, người có đường chỉ tay hình chữ M là người có tướng lãnh đạo với tài năng thiên bẩm, có thể gây dựng được sự nghiệp lớn. Không những thế, họ còn là người giỏi giao tiếp, luôn trượng nghĩa, nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh và là đối tác đáng tin cậy trong bất cứ mối quan hệ kinh doanh nào. Đường bàn tay chữ M thực tế được hình thành từ các đường chỉ tay, tam đạo, sinh đạo và trí đạo. Các chuyên gia nhân tướng học cho biết, số lượng người có đường chỉ tay này rất hiếm có, vì thế họ là những người đặc biệt có tài năng nhất định. Các đường chỉ tay cơ bản trên bàn tay thường có 3 đường chính, đó là đường tâm đạo, sinh đạo và trí đạo. 3 đường này biểu hiện cho tình yêu, tình duyên, sinh mệnh và trí tuệ của mỗi người. Đường sinh đạo hay còn gọi là đường đời, thường là những người chỉ tay dài nhất, thường dùng để đoán sinh lão bệnh tử của mỗi người. Các nhà nhân tướng học thường dựa vào độ ngắn dài của đường này để tiên đoán về số mệnh thọ hay yểu của mỗi người. Nếu đường sinh đạo bị cắt đứt nhiều đoạn hay là có nhiều đường chỉ nhỏ cắt ngang là biểu hiện của người có vấn đề về sức khỏe, chủ yếu là do hệ tiêu hóa không tốt. Đường sinh đạo bắt đầu từ ngón tay trỏ là người có bản tính kiêu căng tự phụ, thường có nhiều mưu kế để đạt được tham vọng riêng của mình. Còn nếu đường sinh đạo bắt đầu từ dưới ngón trỏ thì là người nhân hậu, ôn hòa và khá tự ti về bản thân, thường có cuộc sống yên bình, không bon chen, cạnh tranh. Nếu đường sinh đạo kết thúc ở cổ tay là người thích mạo hiểm, phiêu lưu, thích những trò chơi hay là những hoạt động mang tính rủi ro cao. Những người này thường không có cuộc sống dư giả, hậu vận bì đát. Nếu trên đường sinh đạo có dấu hiệu đặc biệt như ngôi sao hay là chữ thập thì báo hiệu sẽ có tai ương khủng khiếp nên cần phải đề phòng. Đường trí đạo. Đây là một trong 3 đường chỉ tay cơ bản thường gọi là đường trí tuệ, thể hiện học vấn, tư tưởng của mỗi người. Đối với những người thuận tay phải thì xem đường trí tuệ chính xác nhất là ở bàn tay trái và ngược lại. Nếu đường trí tuệ dài, sâu và rõ ràng thì là người thông minh, có tính trung thực, biết suy xét kỹ càng trước khi bắt đầu công việc. Còn nếu là đường nông, rộng và cạn thì người này thiếu tự tin, tính tình lại hay hấp tấp nên làm việc thường hay thất bại. Nếu hay đường trí đạo và đường sinh đạo cùng xuất phát ở một điểm và kéo dài thì thường là người nhút nhát, không làm được những việc to hơn, trí tuệ không cao, phán đoán chậm chạp. Đường trí tuệ mà bị đứt nhiều nơi thì chứng tỏ người đó kém thông minh, thường hay có bệnh tật thần kinh kém nên khi về già thường hay có chứng mất trí nhớ hoặc là lãng trí. Đường tâm đạo. Thông thường, đường tâm đạo xuất phát ở gốc ngón tay út và kéo dài về hướng ngón tay trỏ. Đường tâm đạo chủ về phúc đức của hiện tại, tương lai và quá khứ. Nếu đường tâm đạo tốt thì phải đâm, không quá rộng cũng không quá hẹp, có sắc hồng. Đường tâm đạo ngoằn ngoèo thì là người có tính bất nhất, trước sau mâu thuẫn, say mê dục vọng. Nếu có thêm hình ngôi sao hay tam giác thì là người đa tình, thay người yêu như thay áo, nên cuối đời sẽ phải trả giá. Trên đây là 3 đường chỉ tay cơ bản mà mỗi người thường có. Hoặc với những người có bàn tay hình chữ nhật thì tạo đường tâm đạo và đường trí đạo sẽ gộp là một. Gò thái dương và gò mộc tinh có vân ngôi sao.
nếu lòng bàn tay xuất hiện vân ngôi sao ở gò Thái Dương và gò Mộc Tinh. Điều này chứng tỏ bạn rất may mắn về tiền bạc, luôn có những vận may bất ngờ, điều ước dễ thành hiện thực. Đường trí tuệ có nhánh hướng lên. Nếu gốc của đường trí tuệ có nhánh hướng lên, điều này chứng tỏ bạn có đầu óc nhanh nhạy trong kinh doanh, biết nắm chắc cơ hội và thường thu về nguồn lợi lớn. Ngón giữa có tam ước vân. Thông thường giữa các đốt ngón giữa có một đường vân ngang gọi là thực tiết vân. Nếu nó có ba đường vân ngang thì chính là tam ước vân. Người này khá may mắn, cả đời không thiếu tiền và thường nhận được sự giúp đỡ từ người khác giới trong chuyện tiền bạc. Đốt thứ hai của ngón tay cái có nhiều vân, hay còn gọi là ngón cái có vân, gọi là phụng nhãn. Vân phụng nhãn còn gọi là vân mắt phượng, vân khổng tử, phu tử, nằm giữa ngón tay cái, được tạo nên từ hai vết lằn lên giữa ngón tay tạo thành hình con mắt. Người sở hữu vân này sẽ được hưởng một đời an nhiên tự tại, sang giàu phú quý, không có gì có thể sánh được. Phần lớn những người này có xuất thân tốt hơn, thông minh xuất chúng, đường học hành thi cử trải đầy hoa hồng, cuộc sống thuận nhiều hơn nghịch. Bí mật bột điều, đây là một trong những biểu tượng cát tường. Nếu tay trái sở hữu vân phụng mãn, tức là bản mệnh, có giác quan thứ 6, trí giác vô cùng nhạy bén. Ngược lại, vân phụng mãn nằm ở tay phải, nghĩa là bản mệnh có tài trong việc giải quyết các rắc rối lo toan, đem lại cuộc sống đích thực vui vẻ an yên. Trong trường hợp cả hai bàn tay đều sở hữu thì điều tốt nhất gấp bội, danh lợi song toàn. Nhờ phúc phần của người có tướng tay này mà gia đình được nương nhờ rất nhiều. Và ở phần tiếp theo trong chương trình lần này, phong thủy may mắn sẽ giúp anh chị điểm mặt ra 5 trong số 12 con giáp. Khi có những đặc điểm trên, sẽ có đường công danh sự nghiệp tốt nhất, có thể gặt hái được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ. Tuổi Dần. Sự nghiệp của tuổi Dần trong năm nay có thiên ấn và chính ấn cùng trợ mệnh, học hành thư cử, lấy bằng cấp, chuyển việc, xin việc, thăng quan tiến chức sẽ vô cùng dễ dàng. Song bản mệnh cũng đừng quá chủ quan bởi cơ hội trong năm không nhiều, nếu không biết nắm bắt thì cũng khó có thể xoay chuyển được vận mệnh. Cần phải chủ động tìm kiếm, nắm giữ cơ hội dành cho mình, đừng lười biếng cũng đừng chần chừ do dự. Nếu tự tin vào thực lực của mình thì con giáp này có thể tiến hành đầu tư vào các dự án tài chính cũng khá tốt, nên dành thời gian để học hỏi kiến thức, kinh nghiệm cho mình. Xét vận trình tài lộc của tuổi Dần vào năm 2020, con giáp này có canh kim thiên quan tọa thái tuế chính ấn, trong năm đường tài lộc khá tốt. Mệnh chủ sẽ đạt được sự tăng tiến trong lương thưởng và mức đãi ngộ có thể được quý nhân phù trợ để tài vận không ngừng phát triển. Quý nhân của tuổi Hổ có thể là nữ mệnh lớn tuổi trong nhà hoặc người thân lớn tuổi về phía bên họ ngoại. Các dự án liên quan đến ẩm thực, đồ ăn uống, thủy lợi, thủy sản sẽ dễ thu lợi vẩy tay. Song dù làm gì cũng cần phải chủ động sáng tạo. Cuộc sống không mấy dễ dàng nhưng vẫn phải nhìn về tương lai mà sống. Năm nay người tuổi Dần muốn tăng cường tài lộc sự nghiệp của mình, hãy thỉnh ngay pháp khí phong thủy bát bảo tâm kinh vào vòng tam hợp quý nhân Dần ngọ tuất để chiêu mời quý nhân hóa giải thị phi, giúp kích hoạt tài lộc và sự nghiệp cho tuổi Dần một bước lên mây. Tuổi Sửu. Mệnh chủ tuổi Sửu năm Canh Tý có thái tuế tương trợ, sự nghiệp ổn định thăng tiến. Trong năm Canh Tý thì sự nghiệp là trọng tâm của năm, dễ dàng có được quý nhân phù trợ, nhưng đừng hấp tấp ham cái thành công trước mắt, nếu không rất dễ thất bại. Và năm Canh Tý này đối với những mệnh chủ còn đang trong vận mệnh học hành sẽ không được lý tưởng. Cần phải có người đốc thúc kịp thời. Cùng với đó, con đường sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Sửu sẽ có những trắc trở nho nhỏ, hung thần thiên công gây ra, khiến cho mệnh chủ có lúc định hướng không thật sự rõ ràng, dễ bị tiểu nhân ám toán dẫn tới thất bại trong gang tấc. Về sự nghiệp năm 2020, tuổi Sửu canh kim lộ xuất thương quan tí thủy tọa thứ tài. Trong năm nên tăng cường hợp tác làm ăn kinh doanh, tiến hành các chiến dịch quảng cáo, sự thành công cũng theo đó mà tăng. Các dự án sẽ tự tìm đến tận nơi, vậy nên đừng quên mang theo bên mình kim bài thái tuế năm 2020 để được bình an may mắn. Tuy nhiên nếu nói về chuyện thăng tiến thì năm Canh Tý này tuổi Sửu không có tín hiệu rõ rệt về việc thăng chức. Tuế can lộ xuất thương quan tinh tượng trưng cho sự kích động và xung đột với cấp trên. Vì thế, nếu bạn muốn đạt được chức vị cao hơn thì khá khó, trừ khi bạn có được thành tích làm việc cực xuất sắc, đó sẽ là tấm bằng để bạn tiến lên. Một số người tuổi Sửu thì vẫn có cơ may thăng chức, song cũng không quá lớn. Vậy nên, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu. Tuổi Mão.
bước vào năm Canh Tý tuế can canh kim lộ xuất chính quan Tý thủy tọa tại chính ấn, ấn quan tương hợp tạo điều kiện cho con giáp này phát triển trên con đường công danh sự nghiệp. Vậy nên người tuổi Mão hãy luôn mang theo bên mình vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế để nghênh đón các thần hóa giải hung tinh, giúp người tuổi Mão luôn gặp được may mắn bình an trong cuộc sống. Bản mệnh dễ đạt được mục tiêu của mình, thuận lợi trên con đường học hành thi cử, ứng tuyển xin việc, lấy bằng cấp chứng chỉ cũng dễ dàng hơn. Ngoài ra thì con giáp này có thể nhanh chóng thăng tiến lên vị trí cao hơn, phù hợp với năng lực bản thân, theo đó mà mức đãi ngộ cũng được cải thiện nhiều. Tuy nhiên, do thái tuế Tý thủy và tuổi Mão phạm phải cục diện tương hình nên trong năm cần phải chú ý, trong họa có phúc, trong phúc có tiềm họa, đừng thấy rằng mình thành công mà lơ là cảnh giác. Lợi ích có được chẳng dễ dàng nhưng phải có sự thỏa thuận rõ ràng, không được thỏa hiệp từ trước đó thì hậu quả có thể thực sự là khôn lường. Thái tuế trợ đào hoa nên tử vi năm 2020 của tuổi Mão cho thấy bản mệnh dễ tìm thấy được cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái, khả năng tìm thấy tình yêu của đời mình cũng cao hơn. Song con giáp này kết hôn thì đào hoa vượng có thể biến thành đào hoa dữ, phá hoại hạnh phúc mà bạn đang có. Cần phải lập trường vững vàng để không bị say nắng trúng gió mà rơi vào mối quan hệ ngoài luồng. Thái tuế còn mang theo những hung tinh gây ra đủ chuyện rắc rối phiền phức, làm hỏng chuyện mà tuổi Mão đang cố gắng đạt được, thậm chí còn gây tổn hại đến con giáp này. Trong năm hung tinh dễ đẩy con giáp này vào họa khẩu thiệt thị phi, thậm chí có thể vướng họa kiện tụng lao tù, bản thân phải chịu thương tật, phá tài hao của. Theo phong thủy may mắn thì năm 2020 tuổi Mão cần phải lưu ý làm gì, tốt nhất phải tuân theo quy định pháp luật, dù đó là chuyện nhỏ hay xảy ra bên mình thì cũng đừng vì tình cảm cá nhân mà chủ quan tặc lưỡi bỏ qua. Cần kiểm soát bản thân cho tốt để cho dục vọng và sự tham lam lấn át hết lý trí mà mắc sai lầm thì chỉ có mất nhiều hơn được, mà cũng không ai có thể cứu được con giáp này thoát khỏi tai ương. Mão Tý tương hình, Tý thủy cảnh báo bản mệnh nên tránh xa những nơi nhiều nước, hạn chế những nơi ẩm ướt tối tăm, kẻo gặp phải chuyện chẳng lành. Vậy nên, người tuổi Mão cần phải luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo và vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để chiêu mời quý nhân tam hợp hóa giải hạn thái tuế và tăng cường quý nhân trợ giúp. Khi được quý thần tương trợ, thị phi sẽ không còn, từ đó công việc hanh thông thuận lợi, giúp tuổi Mão tài lộc vượng tiến trọn đời. Tuổi Tuất. Về tổng thể, vận thế của tuổi Tuất năm 2020 không có nhiều biến động, bản mệnh có gặp được cơ hội nhưng khó nắm bắt, phải tốn nhiều công sức, vượt qua nhiều trở ngại thì mới có thể đạt được thành công như mong muốn. Trong năm 2020, canh kim lộ xuất thực thần cộng với thiên can và địa chi tạo thành tổ hợp thực thần sinh tài, thái tuế không gây nhiều ảnh hưởng đến người tuổi Tuất, nên sự nghiệp người tuổi này nói chung khá thuận lợi, đặc biệt là những bạn đang làm trong lĩnh vực marketing, đầu tư tài chính thủy lợi. Cơ hội sẽ không tự nhiên đến với bạn mà bạn cần phải chủ động nắm bắt, không nên dựa dẫm vào bất cứ ai. Dù trong quá trình thực hiện kế hoạch gặp phải nhiều vấp váp, thậm chí là rủi ro ngoài dự kiến, thì bản mệnh cũng không nên nản lòng bỏ cuộc. Sẽ cần phải luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế có tác dụng hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình. Nếu bạn có thể kiên trì với mục tiêu của mình thì chắc chắn cuối năm là thời điểm bạn gặt hái được nhiều thắng lợi. Ngoài ra, trong năm nay, bản mệnh có cơ hội được hưởng thụ nhiều thú vui trong cuộc sống, được tham gia vào nhiều hoạt động vui chơi tụ tập. Về mặt tình cảm, do có sao cô thần quả tú tọa thủ nên mệnh chủ gặp nhiều chuyện không như ý. Năm Canh Tý con giáp này không thuận lợi trong chuyện hôn nhân hoặc gia ở riêng. Tình cảm của nam mệnh thì gặp nhiều cơ hội hơn nữ mệnh. Tuy nhiên, nếu có tình cảm với ai thì nên là người chủ động, không nên phụ thuộc vào bất cứ ai hoặc vào bất cứ hoàn cảnh nào, nếu không sẽ để cơ hội tốt đẹp trôi qua một cách vô ích. Ngoài việc chú ý giữ gìn sức khỏe thì tuổi Tuất còn cần phải chú ý sức khỏe của người thân. Trong năm nay, gia đình dễ có người ốm đau hoặc qua đời. Tuy nhiên, tuổi Tuất cũng không nên quá lo lắng về vấn đề này bởi thái tuế không tạo thành cục diện tương khắc với bản mệnh. Nhiều chuyện tưởng chừng như là nguy hiểm nhưng rồi cũng trôi qua một cách nhẹ nhàng. Nhìn chung, vận trình của tuổi Tuất vào năm nay vẫn còn tốt, sự nghiệp có bước nâng lên đáng kể, cường độ và áp lực công việc cùng tồn tại. Để ngăn chặn sự làm việc quá sức về thể chất và tinh thần, cần phải chú ý đến sự kết hợp giữa công việc nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái lạc quan đối với cuộc sống. Sử dụng vật phẩm phong thủy may mắn cũng là một cách để hóa giải những thị phi tai ách của năm. Với người tuổi Tuất, cần phải mang bên mình vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo và vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để sử dụng theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để được sự cát lành may mắn. Tuổi Tỵ.
Tuổi Tỵ, sự nghiệp trong năm 2020 phạm tam tai, con giáp này phải đối mặt với những áp lực nhất định, mối quan hệ với cấp trên không được tốt, chẳng tạo điều kiện được phát triển đúng với khả năng của mình. Cấp trên có thể không thể hiện rõ ràng ra bên ngoài, nhưng có thể âm thầm để ý quan sát tuổi Tỵ. Chỉ cần con giáp này sơ suất, lơ là, thiếu tập trung là có thể nhận lời khiển trách ngay lập tức. Họ không trực tiếp gây áp lực cho con giáp này, tuy nhiên cần phải tự biết mà nhắc nhở bản thân, bởi đó có thể là cách mà cấp trên đang dùng để thăm dò thực lực và quyết định những vị trí trong tương lai cho bạn. Mối quan hệ với cấp trên thì không được tốt, bản mệnh khó được trao cơ hội để thể hiện mình, cũng không có không gian để phát triển năng lực đúng với mong đợi. Công việc không quá phức tạp nhưng không có cơ hội thăng tiến khiến cho con giáp này nhục chí chán nản. Điều đó có thể dẫn đến hành động lơ là, sơ suất trong công việc mà hậu quả là bản mệnh sẽ bị cấp trên nghiêm khắc nhắc nhở trách phạt. Khoảng thời gian này không có áp lực thực sự nhưng có vô khối những điều khó khăn mà những chú rắn phải chịu đựng, bởi đây có thể là thời điểm thử thách được đặt ra cho bản mệnh để xem bản mệnh có thể bứt phá được hay không. Để cho sự nghiệp được hanh thông may mắn, người tuổi Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, pháp bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu. Tuy cơ may thăng tiến không nhiều, nhưng nếu con giáp này kiên cường giữ vững mục tiêu, cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để chứng tỏ năng lực của mình, thì sớm muộn gì cũng sẽ được đền đáp mà thôi. Đừng chán nản, bất mãn mà buông xuôi, cũng đừng tìm cớ lách luật qua mặt cấp trên, bạn sẽ chẳng có tương lai tốt đẹp. Năm nay không có cơ may thăng quan tiến chức, nhưng bản mệnh đừng vì thế mà buông xuôi, càng nhiều khó khăn thì càng phải cố gắng. Hãy nắm bắt từng thời cơ, dù ít ỏi, cũng để chứng minh thể hiện năng lực của mình, tạo nền tảng cho những phát triển sau này. Cố gắng tuân thủ những quy định, làm việc theo đúng quy trình, đừng gây rắc rối cho chính mình. Trên đây là năm con giáp có tố chất hơn người nên sẽ mau chóng giàu có thịnh vượng. Bạn có nằm trong năm con giáp này hay không? Nếu không thì hãy cùng like, đăng ký kênh để theo dõi các chương trình tiếp theo xem có mặt con giáp của tuổi mình hay không nhé. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của từng tuổi, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mong muốn của mình ở phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.